chào các bạn. Trên tay mình đang cầm đây là chiếc điện thoại Samsung A10s. Đây là những điện thoại dòng đời mới sau này ha. Giờ mình xin hướng dẫn các bạn cái cách mà để bật tắt đèn LED cuộc gọi đến trong chiếc điện thoại này ha. Thường mấy máy này ít khi mà các bạn mua về nó không có chế độ đó, mình phải vào cài đặt mình mở nó lên. Bây giờ mình gọi thử cái này chết ha, chết rồi đó. Cái này là mình đã bật lên rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ vào phần cài đặt. Các bạn vào phần tìm kiếm cái phần giờ cài đặt ha. Các bạn tìm kiếm một hỗ trợ. Các bạn vào cài đặt nâng cao. Đó, các bạn vào phần đèn LED thông báo. Các bạn bấm vào đó. Cái này trước này là trước nãy mình đã bật lên rồi nên mình gọi thử cho nó có chớp không cho các bạn xem ha, giờ tắt ha. Bây giờ bắt đầu mình quay trở ra. Mình gọi thử là nó cái đèn LED nó sẽ không báo. Khi có cuộc đợi gọi đến đèn LED nó không báo nữa. Đó, giờ có cuộc gọi đến đèn LED nó đã tắt rồi, nó không báo nữa ha. Bây giờ mình tắt cuộc gọi đi. Lúc này mình sẽ vào trong cài đặt mình bật nó lên. Bật cái đèn LED thông báo lại ha. Rồi mình vào phần hỗ trợ nè, vào cài đặt vào hỗ trợ. Và phần cài đặt nâng cao đèn LED thông báo. Rồi các bạn bấm on mở nó lên ha. Giờ bắt đầu mình quay trở ra. Mình gọi thử cho các bạn xem nó báo ha. Những cái dòng máy Samsung đời cao sau này nó mới có chế độ đó nha các bạn. Giờ mình gọi thử qua ha. Còn đèn LED nó có báo không? Đó. Đèn LED nó báo rồi đó. Khi có cuộc gọi đến đèn LED nó báo vậy đó. Cái này là cái cách mà để tắt và mở đèn LED khi có cuộc gọi đến nha các bạn. Trên điện thoại Samsung. Đây trên điện thoại mình đây là chiếc điện thoại Samsung A10s. Rồi vậy là xong rồi đó. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video này ha. Chúc các bạn thành công. Chào tạm biệt.